những căn lều vá chằng vá đập, những con thuyền cũ kỹ, mấy con gà nuôi thả hay một con chó nuôi cho vui ở nơi chẳng có gì để giữ. Phía sau khu chợ Vinh Sầm Uất ở tỉnh Nghệ An là dòng sông Cửa Tiền, nơi trú ngụ của những phần người nghèo khổ của tỉnh Quảng Bình đến đây từ hàng chục năm trước. Cuộc sống tạm bợ, tương lai bất định, với những người dân nghèo tha phương cầu thực này thì con tôm, con cá ở sông Cửa Tiền là tất cả những gì họ có thể trông vào. Khoảng 10 năm trước, khúc sông này là bến tập kết, buôn bán hàng tre nứa khá nhộn nhịp. Bến sông hết thời, những cư dân ở đây chuyển sang sống bằng nghề đánh cá trên sông. Cá tôm đánh bắt được, họ đưa ngay lên chợ Vinh bán để đắp đổi qua ngày. Ông Lê Văn Niên, 45 tuổi, theo cha mẹ đến sông Cửa Tiền từ khi mới 3 tuổi. Lớn lên, ông lấy vợ, dựng lều ở, rồi sinh con cũng tại khúc sông này. Vợ chồng ông không biết chữ, 5 người con, đứa học nhiều nhất cũng chỉ đến lớp 9. Thường sống thả vân cầu thường thì cũng về đấy thì bắt con tôm mình cá thì cũng khổ lắm, cho nên cũng trúng trường. Nghề trải lưỡi thì nhiều khi vợ con ở nhà nhiều khi cũng đối với con dài ở nhà không biết mất. Đưa con đi thì không được, mà đưa để con ở nhà thì đi kéo. Năm 2007, thành phố Vinh phối hợp với tỉnh Quảng Bình thuê xe ô tô đưa những người dân nơi này về quê. Mỗi gia đình được cấp 200 mét vuông đất ở vùng ven sông Danh thuộc huyện Quảng Trạch và 20 triệu đồng để họ dựng nhà. Thế nhưng, chưa đầy một năm sau, họ lại bỏ quê lần lượt kéo ra khúc sông này vì đất đai ở quê không phù hợp và ở quê không có nghề gì để sống. Địa phương không cho đất về quê mà lại tập là về quê lại cái nghề của mình cũng hợp được, mà cũng chỉ không phải trở về đây làm thì cái nghề chưa được hiện đại. Đời em cả vợ chồng mình từ là hối hận ít, mà dù muốn là mong muốn cho các cháu học thôi. Chứ em lấy hiện tại em lấy công cái điện thoại là này chịu. Em cả vợ chồng cũng biết chữ, cũng có một luôn đó, cũng có hẳn luôn, đời em này thất luôn. Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Tân, thành phố Vinh cho biết, nhiều người ở đây không biết chữ. Mấy năm trước, phường phải xuống vận động, trẻ mới được đến trường. Dự kiến năm 2019, dự án khu đô thị mới và xây bờ kè ven sông Cửa Tiền được thực hiện, các hộ dân này sẽ phải di dời và những cư dân này có thể sẽ phải tiếp tục thực hiện cuộc hồi hương thứ hai. Với những người như ông Niên, không học hành, không tài sản, gắn phần lớn cuộc đời với khúc sông này, thì sau khi rời xa Cửa Tiền, họ sẽ làm gì để duy trì cuộc sống? Đó là câu hỏi mà chưa ai có lời giải đáp. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.